Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019. Phiên họp này tập trung vào một số nội dung như là đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 01 của Chính phủ, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng, vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiều nội dung khác. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu một số việc quan trọng của đất nước trong tháng 7. Đáng chú ý là ngành giáo dục và các cấp ủy chính quyền đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và xét tuyển cao đẳng đại học khá thành công, nề nếp hơn, chất lượng hơn so với kỳ thi năm trước. Từ mùng 1 tháng 8, 4 ngân hàng thương mại lớn đều giảm lãi suất cho vay, góp phần giảm chi phí sản xuất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank đều công bố từ mùng 1 tháng 8 sẽ giảm lãi suất 0,5% mỗi năm, thấp hơn 1% mỗi năm so với trần quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu nhiều khó khăn đối với nền kinh tế, trong đó sản xuất nông nghiệp đang gặp nhiều trở ngại. Trong khi đó, bão số 3 sắp đổ bộ vào bờ với cường độ ngày càng cao hơn, ảnh hưởng lớn đến khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng gay gắt kéo dài ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đặc biệt, dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành, làm đàn lợn giảm rất lớn. Thủ tướng cũng lưu ý, tăng trưởng kinh tế thế giới khó khăn, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn, dẫn đến thương mại cũng giảm theo, trong đó có thị trường Trung Quốc, một thị trường lớn nhất hiện nay của Việt Nam, chỉ tăng 1%. Bên cạnh đó, giá một số mặt hàng nông sản là thế mạnh xuất khẩu của nước ta giảm, trong đó có mặt hàng cá tra. Trước bối cảnh một số công trình quan trọng của đất nước đang chậm tiến độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ đã có chỉ đạo hết sức quyết liệt, cụ thể, nhưng còn nhiều công trình công nghiệp, năng lượng, giao thông trọng điểm tiếp tục chậm tiến độ. Chính vì thế cần tiếp tục thúc đẩy giải quyết. Một số bộ trưởng đã có chương trình báo cáo Chính phủ như Bộ Giao thông Vận tải, xử lý một số công trình quan trọng đang gặp khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng như tuyến đường Sài Gòn - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Theo Thủ tướng, với những khó khăn như vậy, nhưng phải quyết tâm dồn sức để làm con đường này, vì Chính phủ đã hứa với đồng bào vùng đồng bằng sông Cửu Long nhưng chưa làm được, để cuối năm 2020 thông xe và năm 2021 khánh thành.